bạn, rất vui khi chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình Hỏi Đáp Du Học Singapore cùng công ty Tân Đại Dương, là công ty tư vấn du học hàng đầu Việt Nam. Và những ai quan tâm đến việc du học chắc chắn là đều tìm hiểu các thị trường lớn như là Anh, Mỹ, Canada, Úc. Và khi so sánh với Singapore thì dễ dàng nhận ra rằng những ưu điểm của việc du học tại đây. Và trước tiên thì phải kể đến chi phí du học rất là hợp lý. Bằng cấp tại Singapore được công nhận quốc tế. Học phí tại Singapore thì tương đương khoảng 70% so với các nước châu Âu, châu Mỹ và Úc. Thời gian học tại Singapore thì linh hoạt và ngắn, đặc biệt là lấy bằng thạc sĩ tại Singapore chỉ từ 1 năm đến 1 năm rưỡi. Đây cũng là một ưu điểm đáng kể. Và ngành thạc sĩ quản trị kinh doanh MBA được khá nhiều bạn chọn học. Và một trong những trường có đào tạo thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Singapore đó là Học viện ERC. Và mời các bạn cùng Tân Đại Dương, đại diện tuyển sinh chính thức của trường tại Việt Nam, tìm hiểu về thạc sĩ tại ERC qua một cuộc trao đổi nhỏ với bạn Di Sa các bạn nhé. Và câu hỏi đầu tiên dành cho Như Sa có nội dung như sau. Hiện nay thì sinh viên Việt Nam đang có xu hướng chọn du học Singapore để lấy bằng thạc sĩ. Và được biết thì trường ERC cũng có đào tạo chương trình này. Và Như Sa có thể giới thiệu chi tiết về chương trình thạc sĩ của trường. Cảm ơn Như. Học viện ERC Singapore là một trong những trường tư hàng đầu tại Singapore và được sáng lập bởi những nhà quản trị doanh nghiệp danh tiếng trong khu vực châu Á và với mục tiêu là đào tạo nên đội ngũ các nhà lãnh đạo trẻ xuất sắc. Thì trường cũng luôn đồng hành với sinh viên trong quá trình tìm kiếm kho tàng kiến thức và trường cũng luôn tự hào với đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp, nhiệt tình và sự giáo dục cùng với ban cố vấn uyên bác đến từ nhiều công ty tập đoàn hàng đầu trong các lĩnh vực như là kinh doanh, tài chính ngân hàng, du lịch khách sạn. Và sinh viên thì có cơ hội là trải nghiệm phương pháp học tập mới mang tính thực tiễn và nhằm xác định được mục tiêu của mình ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Và đồng thời thì có một hướng đi đúng đắn trong việc lựa chọn ngành nghề mà mình yêu thích sau này. Trường thì có chương trình thạc sĩ đào tạo là từ 15 cho đến 18 tháng và với các chuyên ngành như là quản trị kinh doanh, du lịch khách sạn, quản trị điều hành logistics và học thạc sĩ tại ERC thì các bạn sẽ được nhận bằng do hai trường đại học của Anh Quốc cấp bằng, đó là trường Greenwich và trường Wolverhampton. Đây là hai trường đại học lớn và uy tín tại Vương quốc Anh và bằng cấp của trường thì có giá trị quốc tế nên đây cũng là điều để sinh viên tin tưởng và chọn học tại đây đó nha. Và sao có thể giúp các bạn tìm hiểu thêm về các trường đại học liên kết của trường cũng như là hiện tại trường có những ưu đãi gì đặc biệt hả Sa? Thì hiện tại thì Học viện ERC Singapore thì đào tạo các chuyên ngành như là thạc sĩ quản trị kinh doanh quốc tế, thạc sĩ học cần logistics và thạc sĩ quản trị du lịch khách sạn. Thì đối với những cái bằng này thì do trường đại học Greenwich cấp bằng và với thời gian học cho chương trình này là 18 tháng. Thì bên cạnh đó thì trường còn đào tạo chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh cấp bằng bởi trường đại học Wolverhampton và thời gian học các bạn là 12 tháng. Và các bạn cũng lo lắng rằng thì bằng cấp và chất lượng đào tạo của hai trường này thì như thế nào? Và Sa cũng xin chia sẻ thêm như sau. Trường đại học Greenwich thì là một trong những trường đại học lớn và hiện đại của Anh Quốc. Hai trường thu hút hơn 20.000 sinh viên, trong đó có hơn 4.000 sinh viên đến từ hơn 80 quốc gia trên thế giới. Và trường thì nằm trong thủ đô London. Và nhà trường thì cũng luôn đặt ra những yêu cầu cao trong chất lượng giảng dạy và cũng tạo cơ hội đào tạo nghiệp vụ cũng như là nghiên cứu cho giảng viên của trường. Và chính vì vậy mà 252 giảng viên của trường đã đạt được kết quả cao trong các bài thi nghiên cứu mới đây. Và với thành tích cao trong giáo dục thì trường cũng đã được trao hai giải thưởng về nữ hoàng nghiên cứu cho chương trình sau đại học. Và những giải thưởng này thì đã được chứng tỏ chất lượng đào tạo nổi trội của trường cũng như là lợi thế mà trường đem lại cho sinh viên. Còn đối với trường đại học Wolverhampton, với hơn 150 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo và trường đã trở thành nơi đào tạo hàng đầu tại Anh Quốc với phương châm là cung cấp cho sinh viên sự đổi mới, sáng tạo và trở thành những người xuất sắc. Thì trường có nhiều khóa đào tạo như là khoa học, giáo dục, luật, kỹ thuật, nghệ thuật, thể thao, kinh doanh, v.v. Và hiện tại thì trường có 6 campus tại Vương quốc Anh. Các chương trình đào tạo thạc sĩ của trường ERC thì cung cấp cho sinh viên những kiến thức nền tảng vững chắc cho sự nghiệp cấp quản lý của các tổ chức thuộc mọi quy mô lĩnh vực trên toàn thế giới. Và học sinh thì sẽ được ứng dụng những lý thuyết vào trong thực tế với các dự án kinh doanh và các kịch bản kinh doanh thực tế. Và sinh viên thì cũng có cơ hội là được phát triển kỹ năng cá nhân của họ cũng như là các kỹ năng kinh doanh và quản lý sau này. Và đặc biệt thì sinh viên tốt nghiệp tại trường ERC thì sẽ có cơ hội được thực tập và làm việc trong một trong 6 tập đoàn lớn và nhiều doanh nghiệp nhỏ khác mà tập đoàn ERC đang sở hữu đó như. Thì
Một thông tin vui dành cho các bạn khi mà đăng ký nhập học tại trường EAC tại văn phòng đại diện tuyển sinh chính thức của trường tại Việt Nam, công ty Tân Đại Dương, đó là hiện tại thì trường cũng đang dành những chương trình ưu đãi học bổng hấp dẫn dành cho các bạn, đó là học bổng đầu vào là trị giá là từ 1.000 cho đến 2.000 đô la Singapore dành cho những bạn mà đăng ký nhập học tại trường. Bên cạnh đó thì trường cũng tặng 100% phí đăng ký trị giá là 650 đô la Singapore, tương đương khoảng là 10,4 triệu Việt Nam đồng, tặng 1 tháng nhà ở cho sinh viên. Bên cạnh đó thì sinh viên còn được tặng thêm thẻ gym membership trị giá từ 1.200 cho đến 3.600, tương đương khoảng 19,2 cho đến 57,6 triệu Việt Nam đồng. Và khi theo học tại trường thì các bạn còn được trang bị thêm một EAC tab. Và ngoài ra thì trường còn có học bổng dành cho những bạn sinh viên có kết quả học tập xuất sắc, đó là học bổng lên tới trị giá là 10.000 đô la Singapore cho chương trình cử nhân và 6.500 cho chương trình thạc sĩ. Đặc biệt thì sinh viên có đề án kinh doanh khả thi thì sẽ được tài trợ lên đến 100.000 đô la Singapore đó nha. Wow, những con số dành cho chương trình học bổng thật là có giá trị. Và hy vọng rằng những chia sẻ vừa rồi sẽ giúp cho các bạn có thể sớm quyết định được trường mà các bạn dự định du học Singapore trong tương lai. Và mọi thắc mắc về thủ tục du học, vui lòng gọi về số 083-848-4879 hoặc đến trực tiếp công ty thì địa chỉ là 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Xin lưu ý là Tân Đại Dương có hai chi nhánh, đó là chi nhánh quận 5 và thành phố biển Nha Trang. Chúng tôi hiện không có chi nhánh ở Hà Nội. Xin chào và hẹn gặp lại. Chào tất cả các bạn đến với chương trình chia sẻ mơ du học của công ty Tân Đại Dương. Và đến với chương trình hôm nay thì Tân Đại Dương mời các bạn cùng trò chuyện với một bạn du học sinh Singapore, đó là bạn Hoài Thảo. Và ngay bây giờ đây thì chúng ta cùng trò chuyện với Hoài Thảo để tìm hiểu lý do tại sao Hoài Thảo lại chọn Singapore làm điểm đến để du học nhé. Chị chào Hoài Thảo. Chào chị. Em giới thiệu đôi nét cho bạn thân em. Em tên là Nguyễn Vương Hoài Thảo, em sinh năm 1991. Hiện em đang tại quận Gò Vấp. Và em đang apply xin du học cho bằng Master ở James Cook, Singapore. Như em được biết thì trường James Cook ở Singapore là một trong top 4 trường hàng đầu thế giới. Cho nên là em đã chọn James Cook để apply xin du học Master cho mình. Cái lý do thứ hai em chọn Singapore đó là vì Singapore khá gần với Việt Nam. Thì cái đó là một trong những điều kiện cho tạo điều kiện cho em và gia đình gần gũi hơn. Vì thời gian để ba mẹ bay sang thăm em hoặc là em quay trở về cho những cái kỳ nghỉ ngắn thì rất là thuận lợi. Em cũng đã có dịp sang Singapore để du lịch, cho nên là em cảm thấy là em rất là thích không khí cũng như là cái nhịp sống ở Singapore, nên là em đã chọn Singapore để du học. Em vẫn tiếp tục học master cho ngành du lịch khách sạn, vì như chị biết, như mọi người đều biết là Singapore chỉ đứng sau Thụy Sĩ về đào tạo chuyên ngành nhà hàng khách sạn, cho nên là em đã chọn Singapore. Thứ nhất là có thể là nói về học phí thì có thể là có thể cái phần học phí thì nó có thể rẻ hơn Thụy Sĩ một chút, và cái thứ hai là cái thuận lợi như em đã nói là gần nhà. Lại cho chị hỏi là cái cảm nhận của Hoài Thảo khi làm hồ sơ Tân Đại Dương như thế nào? Khi mà em làm hồ sơ ở Tân Đại Dương, công ty Tân Đại Dương, thì các chị đã hỗ trợ em rất nhiều và đã giúp em hoàn chỉnh hồ sơ để lấy được cái student pass thành công. Qua đâu thì mình biết được dịch vụ của Tân Đại Dương hả? Thường thì em hay search trên mạng, trang web, thì em tìm hiểu qua trang web, trang website, thì em lần mò và tìm được từ công ty Tân Đại Dương. Và em có xem một số cái clip ở trên YouTube thì em bị cuốn hút bởi cái lời giới thiệu của các chị bên công ty Tân Đại Dương. Chị cảm ơn Hoài Thảo trong buổi chia sẻ ngày hôm nay ha. Dạ. Và khi qua Singapore học thì cần hỗ trợ gì thì em liên hệ với chị Kim về nhà ở hay là thủ tục hồ sơ hay là về trường gì đó thì dạ, em cứ liên hệ chị Kim sẽ hỗ trợ em. Dạ. Rồi, một lần nữa thì chị thay mặt công ty Tân Đại Dương chúc em qua Singapore học tập thật là tốt nha. Dạ, em cảm ơn chị. Em cảm ơn công ty Tân Đại Dương đã tạo cơ hội cho em đạt được ước mơ của mình, cũng như nói lên cái cảm xúc của em ngày hôm nay. Và vừa rồi thì chúng ta cũng đã vừa lắng nghe Hoài Thảo chia sẻ về quá trình làm hồ sơ du học Singapore của mình như thế nào. Và để tham khảo thêm các chia sẻ của các du học sinh đã nhận được visa du học thì các bạn tham khảo tại website tandaiduong.edu.vn hay là tdvn.com. Xin chào và hẹn gặp lại.